Xin kính chào quý vị. Buổi chiều hôm nay Dũng Audi tiếp tục về thêm một chiếc xe siêu phẩm được sản xuất năm 2016. Và bây giờ thì Dũng Audi sẽ giới thiệu tới toàn thể quý vị, quý chị và các bác một chiếc Elantra 2016. Chiếc xe này trang bị động cơ 1.6 số tự động bản GLS. Và giá đang được chào bán tại Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương là 545 triệu đồng. Quý vị, quý anh chị và cô bác có nhu cầu mua chiếc Hyundai Elantra thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0855 966 966. Chiếc xe này là mang phiên bản sedan, được sản xuất 2016, số tự động, động cơ 1.6. Trên đây phần form dáng tổng thành bên ngoài xe, chiếc xe mang nước sơn màu đen rất là sang trọng và lịch sự. Xe cao cấp của Hyundai Elantra. Chiếc xe này trang bị hệ thống 4 phanh ABS cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, xi nhan trên gương, cảm biến tay nắm cửa. Bốn phanh ABS ạ. Thiết kế phần đuôi khá là gọn gàng và rất là thể thao. Vâng, rất thích cái phần đuôi của chiếc Elantra bản GLS này. Mọi thông tin quý vị, quý anh chị vui lòng alo trực tiếp theo số điện thoại 0855 966 966 để biết thêm thông tin về xe cũng như là giá cả. Đây, xe thì trang bị hệ thống cảm biến tay nắm cửa đây. Phần nội thất đẹp, nội thất màu tông màu đen và ghế thì bọc da màu kem. Xe trang bị hệ thống vô lăng tích hợp bàn phím có sạc điện thoại không dây, có điều hòa auto này, màn hình theo xe. Và chiếc xe này đã chạy được hơn 6 vạn. Hơn 6 vạn, cửa sổ nóc đầy đủ. Đấy, cửa sổ nóc. Nội thất còn rất đẹp. Với chiếc xe hầu như còn gần như là nguyên bản. Xe trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện, khóa kính trẻ em, gương tự động cụp xuề. Rất là xịn sò. Và cam kết với quý vị, quý chị và các bạn, chiếc xe này là bên em đảm bảo chất lượng không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ zin, máy số zin. Quý vị có thể đến trực tiếp cửa hàng của Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương để xem xe, kiểm tra xe và chạy thử xe. Đây, phần keo chỉ bánh lái đây, không mất một phân nào, form dáng còn nguyên. Sáu vạn cho 3 năm sử dụng thì cũng rất là bình thường. Nội thất còn rất là tươi. Ở cái hàng ghế thì bên sau thì có một cái, nếu như mà mình không ngồi 3 người có thể dọc cái này xuống đấy, và mình có thể để nước ở đây. Trên quãng đường dài mình đi liên tục thì mình để nước mình uống đấy, thư thái thoải mái. Chiếc xe này vẫn là trần nỉ nguyên bản đấy, trần nỉ không phải trần da đấy, trần nỉ rất đẹp. Cửa sổ nóc, cửa sổ trời. Qua cốp đây rất rộng, rất rộng. Phần quang lốp dự phòng mình có đầy đủ những tay kích này, tay quay vặn ốc mà đấy. Quý vị có thể để ý nhìn cái phần hông bên lái đây, những cái phần đinh tán đấy còn nguyên, còn dập khuôn của nhà máy, keo chỉ của cái nắp cabo đấy
không mất một phần nào, không mất một phần nào. Đấy, những phần dập đinh tán của nhà máy còn nguyên, những phần dập đinh tán còn nguyên. $545 triệu cho chiếc Hyundai Elantra 2016 số tự động bản GLS. Quý vị có nhu cầu kiểm tra xe thì hãy liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0855 966 966, hoặc là trực tiếp đến tại cửa hàng ở Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương, có địa chỉ 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Trên đây phần giới thiệu tổng quát về nội ngoại thất của chiếc Elantra. Bây giờ em sẽ đi vào phần khoang động cơ cho quý vị, quý anh chị và cô bác xem khoang máy, khoang động cơ nó như thế nào. Các bạn chờ mình tí, mình bật nắp capo lên tí. Xin nói qua với toàn thể quý vị, đối với cái dòng Elantra 2016 này thì riêng xe này trang bị động cơ 1.6 có phiên bản Eco, chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc xe này rơi tầm khoảng 7 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp, rất tiết kiệm luôn, cho nên là rất yên tâm sử dụng, gia đình rất hợp lý. Và hệ thống treo cân bằng điện tử của dòng này thì rất là ok. Đây, đầu tiên mình sẽ kiểm tra phần ốc chân máy. Đây, phần ốc chân máy này quý vị các bạn có thể để kỹ hơn không? Đấy, ốc chân máy còn nguyên. Đấy, những con ốc nhỏ trong kia, ở đây là gọi là ốc răng mặt máy, hay gọi là nắp giằng cò, cũng còn nguyên, không có vết mở. Phần ví dụ như nắp cabo này, thế ốc nắp cabo này còn nguyên, còn keo chỉ còn nguyên, keo chỉ nắp cabo còn nguyên. Keo chỉ nắp capo còn nguyên. Cái ốc nắp capo bên phụ đây còn nguyên. Nó zin từng con ốc nhỏ nhất ạ. Đây, zin từng con ốc nhỏ nhất. Đối với chiếc Elantra 2016 màu đen này, Dũng Audi xin phép xin cam kết với quý vị, quý chị và các bạn là chiếc xe này không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước. Quý vị có thể kiểm tra xe và test xe tại hãng khi đến mua xe Elantra này. Mọi thông tin thắc mắc quý vị, quý chị vui lòng alo trực tiếp theo số điện thoại 0855 966 966. Dũng Audi xin trân trọng kính chào quý vị.